anh em đi trước đi về. Chào các cụ nhá. Vâng. Chào bà. Nào có đám hầu. Chú quay cho. Ừ, thế thì ở lần nào mà em hầu mà nó chẳng. Nhưng mà để gọi là khai trương cái máy mới. Cô cứ ngồi đây. Chồng ông anh nhà mình múa bướm. Ôi anh thì nó làm vô tư. Anh vô tư luôn. Đấy. Nào xong rồi. Đi làm từ lâu rồi. Đấy, cụ làm kia, cô đến anh làm đây. Tôi xin giới thiệu, ngày hôm nay ngày lành tháng tốt, ngày tốt tháng lành, chúng tôi về quê để thăm bác Bảo, tức là bác Bảo Chuôn đấy. Bác Bảo và cụ ông ấy, không phải cụ bà. Tức là thăm cụ. Thế nhưng mà ngay tình hình này cụ vẫn còn non nớt, vẫn còn ít tuổi. Tức là chưa đầy 100 tuổi. Các cụ vẫn chưa cho đi đâu hết. Tức là còn thiếu 10 tuổi nữa cơ, đúng không? Thế nhưng mà tôi bảo thiếu 10 tuổi thì cụ mới bảo là cụ 91, tức là cụ còn thiếu 9 tuổi nữa. Sang năm mới còn đi nhà trẻ. Cụ vẫn còn mặc cả nữa cơ. Vâng, bà rồi hôm nọ tôi bảo chú Đức chả nhìn được, chú cứ đánh xe về đêm nào nó trời đẹp đẹp. Đưa cụ lên cái quán chiều tím ở chỗ Ngọc Hồi. Cụ mới bảo là hôm nọ cụ nhìn thấy bà bảo về rồi, về đến cửa thôi nhưng mà bác ấy chê. Bác ấy lại quay đi. Trông bà xấu lắm. Phải ở lại trăm tuổi. Quán gì chiều tím? Lúc khỏe lúc thiếu mà. Ông nọ bảo chú Vinh là cứ được đây cháu đến mấy ông đây. Ông đẹp trai đây. Hôm nay đấy bắt khỏe đấy, bắt cố gắng khỏe nhá. Là cháu hình gà chê gì? Chứ hồi mẹ bé tí bây giờ mẹ như nuôi gà Đông Cảo đấy à? Có con nào già không? Có bao nhiêu tuổi không? Có bây giờ cháu được có gà đẻ rồi. 4 sào nữa. Chỗ này vẫn nở gì? Chỗ này vẫn nở, vẫn nóng vượt. Vâng. Cứ từng tầng một này đẹp lắm cây này. Cái hoa này ít nữa nó ra hoa đẹp lắm. Hoa gì? Vâng. Nó gọi là hoa chuông, cái này trên Mộc Châu thì nhiều. Trồng đây để bắt đầu nó lên đây xong bắt đầu nó hoa. Nhưng mà chị không có chỗ trồng đâu. Bọn em đi đấy. Làm sao mà mẹ nó to lắm. Chú đi nha. To lắm. Mày tao không quay nhiệt vườn. Vâng. Mấy giờ? Mấy giờ tôi để ra đấy. Rồi em chào anh chị nhá. Vâng, thế chào. Thế thôi em đi nhá. Vâng. Chào hai anh. Hai một